Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại xem video của em. Trong video ngày hôm nay, em đang giới thiệu tới mọi người bộ đôi sản phẩm. Đó chính là bộ đôi quạt tản nhiệt két nước dàn nóng của Mazda 3 2017. Sản phẩm là hàng Đài Loan anh em nhé. Đây, em sẽ quay rất là từ từ để cho anh em nhìn. Có một số anh em nhắn vào Zalo là Hồng ơi em quay nhanh quá. Đây em sẽ quay rất là từ từ để cho mọi người nhìn nhá. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ qua về cái sản phẩm này. Bộ đôi dòng sản phẩm này thì có thiết kế khá là đặc biệt ở cái motor thì khá giống nhau. Cánh thì là nhà thiết kế là cái cánh cong để giúp sản sinh lượng gió lớn. Đây là phần motor của nó này anh em này. Đây là phần giắc điện nhá. Đó. Phần giắc điện này. Đây. Đây là 3 điểm để chúng ta bắt vào ốc vít vào trong cái lồng quạt này. Đây là mặt phía sau của sản phẩm nhé. Đây là những cái chỗ như chúng ta sẽ bắt vào cái chỗ giá đỡ, dàn nóng két nước. Đây, nó sẽ có một cái khung để chờ để chúng ta gài cái thanh quạt này vào. Đấy. Cái khung và phần khung này và phần cánh của sản phẩm thì được sản xuất 100% bằng nhựa ABS cao cấp, chuyên dùng để sản xuất linh phụ kiện phụ tùng ô tô, máy bay. Hiện đã nói đến nhựa ABS thì chúng ta sẽ thấy đây. Đó. Đây chính là chiếc quạt này. Đây là mặt phần cánh quạt. Đây, phần cánh quạt thì chúng ta có thể nhìn thấy nhé. Nhưng mà phần cánh quạt thì thiết kế là như em vừa nói là dạng cánh cong. Đó, cánh cong. Đây là các cái chân để chúng ta gài phía dưới này, phần ốc vít này bắt lên trên. Cái mũi tên này thì nó chính là cái hướng gió nha anh em nhé. Đây chính là cái hướng gió khi mà quạt quay. Đó. Và điện áp của cái dòng sản phẩm này thì chắc chắn là dòng xe con thì nó sẽ là 12V rồi ạ. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm đó chính là bộ đôi quạt tản nhiệt két nước dàn nóng của Mazda 3 2017 đến 2019. Rất là cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.